Cảm ơn. Mẹ đến thì sẽ xả ra để đây có thể đặt quay chơi tiếp và làm tin nhắn cho em anh. Vâng, và mình thấy là mọi người của chúng ta rất là đông đúng không ạ? Và ngay sau đây thì xin mời chị hãy uống nước theo đi và sự là người công nhận của mình đúng không ạ? Và chị sẽ có một vài giây để mình cảm nhận xem hương vị của nó như thế nào. Và bây giờ chị có thể nói lên cái suy nghĩ của mình đúng không ạ? Nó tuyệt vời nhỉ, nó cũng may mắn và đang dừa. À, vâng, và chơi phẩm rất là bình thường, nhà mình chỉ có uống nước đi. Em cũng được thì em chưa uống nữa, nhưng mà tiếng này thì em sẽ uống. Vâng, và hy vọng là từ sau ngày hôm nay chúng ta sẽ khi chúng ta cảm nhận được cái hương vị mềm mát và thanh dịu thì chị sẽ luôn luôn sử dụng nước Lavie. Vâng, cảm ơn chị đã tham gia chương trình.